Hi cho các bạn, mình là Gấu Trúc nè. Hôm nay là cuối tuần, cùng mình đi chơi xe điện nha. Hôm nay vì mình học rất là ngoan và rất là giỏi nên là mình đã xin mẹ mình được 20.000. KKK, bây giờ thì mình đi chơi xe điện nè. Các bạn thấy rất là vui nha. Bình thường xe điện này sẽ là 15.000 trong 15 phút đó các bạn. Nhưng mà tại vì mình chỉ xin mẹ được có 20.000 thôi nên là mình năn nỉ cái chú cho thuê xe đạp á. Cái chú cho mình 20.000 trong vòng 10 phút thôi. Chá ra cuối cùng thì mình cũng đã có chiếc xe để mình chơi. Các bạn thấy chiếc xe điện này có vui không? Buổi tối mọi người ra ngoài chỗ cái khu ở gần mình nó giống như là một cái đường vắng nhỏ nên là mọi người chơi rất là đông vui nè. Buổi tối thì mọi người tập thể dục, đá cầu nè, đi bộ nè. Còn mình thì chơi xe điện á. Đó, các bạn thấy mình phải lấy lũ không? Vì mình học rất là ngoan, cuối tuần mẹ mình xin mẹ được 20.000. Mình đi chơi xe điện thì xe điện này rất là vui, mình cảm thấy rất là thích. Vì sau một tuần mình học mệt mỏi và căng thẳng thì mình đã được đi chơi rồi. Cha đè 15 phút nhưng mà mình được đi 10 phút thì các bạn thấy vậy thôi chứ mày rất là lâu nha. Mình có mấy bạn nhỏ cũng thích chơi mình nè. Xin chào. Chào hai bạn nhỏ. Hai bạn nhỏ đang đánh cầu lông á và cũng đang chơi với mình á. Tụi mình rất là hòa đồng với nhau nên nè, hai bạn nhỏ này đang đi theo chơi với mình nè. Các bạn thấy có dễ thương không? Nào nào nào, tránh ra cho gấu chạy đi hai em bé. Đó, mình là tay lấy lũa luôn nha các bạn ơi. Các bạn ra đường thì đi xe máy, đi học đô ra nọ là nhớ mang theo mũ bảo hiểm nha. Còn cái này mình chơi xe điện nên là mình không có đồ bảo hiểm á. Nhưng mà chiếc xe này thật là vui quá đi. Mình rất là thích chơi xe điện vào cuối tuần như thế này. À, trăng đá la 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 la. À, cái đường ở gần nhà mình rất là rộng luôn nên là mình chơi rất là thích, thoải mái vi vu luôn. Mà đường thì rất là ít xe nên gần như là không có chiếc xe nào hết. Buổi tối rất là thoải mái. Thì thường buổi tối cuối tuần mình sẽ cùng đi dạo chơi với các bạn của mình ở đây, hoặc là mình sẽ đi chơi với bố mẹ nè. Các bạn có được bố mẹ dẫn đi chơi giống như mình không? À, bây giờ thì mình đang tự lái xe nè. Các bạn thấy đường vui không? Buổi tối hai bên đường mọi người chơi nè, uống quán nước nè, hoặc là chơi xe điện giống như mình này, vui thiệt luôn quá các bạn. À, buổi tối ở đây rất là thoải mái và mát mẻ. Những ngày mà không có mưa thì mình thường cuối tuần sẽ đi ra đây chơi. Các bạn có muốn gặp mình thì nhớ vào cuối tuần ghé ra ngoài đó chơi với mình nha. À, mình đang lạng rất là vui. À, mà sẵn đây mình cũng xin giới thiệu với các bạn luôn là ở nhà ba mẹ mình có cho thuê mascot và cả robot khổng lồ nữa. Các bạn nếu mày có nhu cầu muốn bắt mình về cho các tiệc sinh nhật, lễ Tết, thôi noi đầy tháng, hoặc là khai trương cửa hàng thì các bạn nhớ alo cho Zalo của mình hoặc là số hotline của ba mẹ mình nha. Đó, mình đi chơi rất là vui. Mà mình thấy ở nhà có rất là nhiều những cái bạn khác nữa. Ngoài mình ra thì còn có bạn Gấu Trúc, bạn voi, bạn mèo, bạn chó, hổ, sư tử, nai, gấu, hươu cao cổ, tất tần tật, gì cái gì cũng có luôn hết các bạn. Nên là nếu như các bạn có nhu cầu cần thuê mascot hoặc là robot khổng lồ, hoặc là chú hề vặn bóng, hoặc là muốn vẽ hóa trang mặt thì các bạn cứ liên hệ với số Zalo bên trang của tụi mình nha. Nhà của mình tên là Mascot Miền Nam nè. Các bạn có thể lên các trang mạng xã hội và bấm Mascot Miền Nam là sẽ ra rất là nhiều những cái người bạn hình ảnh bên mình luôn á. Hình ảnh bên mình rất là nhiều. Mình có rất là nhiều những người bạn dễ thương giống như mình vậy nè. Hẹn gặp các bạn vào ở trang Zalo hoặc là Facebook bên mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy cho mình một lượt tim, like và theo dõi nha. Cảm ơn các bạn. Mascot Miền Nam xin chào.